Giới thiệu cả nhà, đây là cây hồng cổ Sapa nhé. Vào mùa hoa của nó thì hoa khủng luôn. Đó. Cây này của mình nó cũng chỉ mới có được vài năm thôi. Một cây nó to. Nhưng hôm nay ngày nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 cho nên là mình sẽ tiến hành là chỉnh trang lại cây này. Mình sẽ tiến hành là chiết những cái cành nào mà muốn bỏ đi thì mình sẽ chiết để sau mình cắt bỏ. Đấy. Bởi vì bản chất của cái cây này là mình muốn tạo một cái thế nó gọi chi nhưng không cần cao lắm, cao vừa phải thôi. Đấy, ở cái gốc này nó to như này. Đấy, những cái gốc này. Đấy không? Thế bây giờ mình nhìn có một cái cành này nó đang lên đây, thì nó có một cái thân này lên rất là đẹp, đã vừa đẹp làm chi nhá, ở trên tán sum suê nhá. Đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình chiết bỏ cái cành này, chiết bỏ cái cành nó xòe ra đi, rồi xòe để cho nó gọn lên. Nếu mai mốt những cái cành này cũng thế, mình tiến hành những cây nào mà nó lòe xòe ra mình sẽ chiết bỏ hết, để nó gọn lên. Hôm nay mình cũng thực ra nó cũng chưa lần nào chiết hồng cổ Sapa đâu. Hôm nay là chiết thử một lần đầu xem là nó có ra rễ được không. Nay là buổi sáng mình sẽ tiến hành theo công thức chiết là sáng mình sẽ khoanh khoanh vết, bóc vỏ, xong cạo sạch cái vỏ, xong là để khô. Để khô đến chiều chiều mình sẽ bầu đất vào. Đó. Bầu đất vào xong mình để khoảng 1 tháng, nếu mà nó ra rễ thì mình cắt đi trồng, còn nếu không ra rễ thì cũng coi như là cũng là một cái bài học. Đó. Mình chiết hồng hồng ta hồng quê thì nó lên ra rễ đẹp cực kỳ rồi, nhưng bây giờ còn mỗi cái món hồng cổ Sapa này nữa. Nhà mình có mấy giống hồng, hồng điều, hồng điếc thì mình chiết cũng ra hoa, à ra rễ. Đấy. Đấy đây nha, đây này như là hồng đổi màu đấy, đấy hồng đổi màu mới chiết, đấy, nó ra cũng ra hoa đẹp lắm. Còn đây là cái hồng này là hồng giang nam, người ta gọi là giang nam, hoa giang nam đẹp phết. Đấy. Đây hồng đổi màu. Đấy. Cái gốc này to này đấy, chiết bỏ cái cành này thì còn cái thân này lên làm thành chi nó rất là khúc khỉu trên, nhưng mà thôi cứ dần dần đã, rồi phải chiết thử một cành xem nó có ra rễ được không, nếu mà ra rễ được thì sau sẽ tiến hành chiết tiếp. Đấy nhá, đây này, đầu tiên là mình lựa chọn cái vị trí để khoanh này, chọn gần cái vị trí mắt này để sau nó ra rễ. Mình sẽ khoanh một đoạn khoảng 1-2 phân gì đó, xong bóc bỏ vỏ để khô. Đấy, mình quay. Cái vỏ này không biết là có dễ bóc không. Một số cái vỏ cái hồng là rất là dễ bóc. Dễ bóc nó thì dễ làm, khó bóc thì phải chấp nhận. Đó. Đồ này rất là đẹp luôn. Dọc một đường dưới này nhá, dọc một đường rạch. Ủa cái hồng này vỏ rất là dày nhá, thấy không, vỏ dày không, vỏ dày lắm mà con. Đó. Giống cổ Sapa này dày thế nhỉ. Dày quá, rất là dày nhưng mà không không bóc được, không dốc nên đành phải cạo thôi, đành phải đào. Thank you.
Cành này rất là to mà mình cắt nạo này không biết là đến nó có sợ nó bị khô không. Thôi tất cả phải thử nghiệm. Đấy, cạo sạch nha. Đấy. Biết cách cạo sạch. Đấy. Tiếp tục cái cành này nó để nó cũng phí. Đấy, mình tiếp tục mình làm một cái cành non. Đây. Cái cành này, cành non này, mình sẽ chiết một cái cành non này. Tiếp tục chiết một cành này mới chiết được là được thành một cái chi đẹp. Cành này khả năng là vỏ bóc được, vỏ nó còn non. Vỏ nó còn non khả năng bóc được. Đó. Chiết hồng khoanh rất là khó mọi người ạ. Khoanh rất là khó luôn. Đừng dùng tay nhé. Khoanh rất là khó luôn. Đó. Mình lần đầu mình chiết hoa hồng cổ Sapa đấy. Chả biết nhà vườn người ta hay làm thế nào, mình cứ chiết. Thử xem sao. Bóc khó lắm, bóc khó lắm, không chắc nha, không chắc thì nó rất vả, không chắc, được rồi chứ. Lúc làm cứ phải sờ sờ, nếu nó chóc được nó tự bóc thì mình dễ, không chóc được thì sờ sờ. Ui, cái này đâm đầu lắm. Đấy, mọi người xem video mình chiết hồng cổ Sapa thì nếu thấy hay thì bấm đăng ký nhá. Bấm đăng ký ủng hộ mình để tiếp tục hôm nào nó ra rễ khoảng một tháng nữa thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ quay lại cái video để xem nó ra rễ để cho mọi người xem. Đấy, xong rồi, cạo sạch rồi, cạo sạch vỏ. Đấy, thôi hôm nay mình tạm thời mình sẽ chiết thử hai cành xem là nó có đạt không. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video.